à bạn ừ. MC rất là à, năng lượng à, cũng như là đã đồng hành cùng cùng với chúng ta từ đầu buổi zoom đến bây giờ à, cùng với chúng ta làm thực hiện những cái quy trình cơ đúng không ạ à, gửi là cảm ơn biết ơn đến Miss à, Lê Thúy đúng không ạ Ok à. mình tắt cái ông à. Ok ạ anh chị em mình chúng ta đã sẵn sàng uh, cho buổi zoom buổi tối ngày hôm nay chưa ạ? Yes. Bao nhiêu số anh chị em mình chúng ta đã sẵn sàng cho buổi zoom ngày hôm nay rồi thì có thể giơ tay vào nói tôi. Yes. OK. Và ngày hôm qua chúng ta cũng đã uh, cùng với nhau uh, đi cái buổi đầu tiên đó ạ uh, trong cái hành trình mà chúng ta hướng tới cái sự tự do về tài chính đó chính là cái, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó anh chị. Uh, đó chính là chúng ta cần phải có một cái kế hoạch ạ cần có mục tiêu và có một kế hoạch lên để mà có thể uh, thực hiện uh, cái mục tiêu đó. Và chúng ta đã ngồi lại đúng không ạ? Uh, chúng ta đã ngồi lại chúng ta xem rằng là chúng ta đã có bao nhiêu cái cách để mà chúng ta hướng tới cái mức thu nhập đó hay chưa anh chị. Yes. Và ngày hôm nay mình sẽ đồng hành cùng anh chị em mình để chúng ta uh, từng bước từng bước chúng ta sẽ uh, từng bước từng bước chúng ta sẽ sao à chúng ta sẽ làm thế nào để mình có thể gia tăng, nâng cao được cái mức thu nhập của mình đây? Đúng không ạ? Làm thế nào? Và mình phải biết được cái bản chất, cái gốc rễ của... Làm thế nào để mình có thể tạo ra được, nâng cao được cái thu nhập của mình? Đúng không ạ? Yes. Ok. Và anh chị em mình chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? À, đã sẵn sàng đón nhận những cái kiến thức mới chưa ạ? À, chúng ta đã sẵn sàng để với một cái buổi Zoom à, thật là hào hứng. À, và chúng ta có thể nhận được một cái kiến thức nào đó. Uh, nhận được uh, một cái điều gì đó để giúp cho chúng ta nâng cao về cái thu nhập của mình, không ạ? Yes, ok. Vậy thì uh, có một cái điều như thế này này anh chị, ừ, có một cái điều như thế này này. Vậy thì chúng ta khi mà chúng ta nhắc đến cái việc mà chúng ta nâng cao cái thu nhập với anh chị, đúng không? Khi mà chúng ta nhắc đến cái việc chúng ta nâng cao cái thu nhập, khi mà chúng ta uh, nâng cao Uh, đi làm đúng không ạ ở bất cứ chúng chúng ta ở đây chúng ta đều bước chân ra ở ngoài uh, sau hàng ghế nhà trường đúng không anh chị là chúng ta sẽ tìm nghĩ đến ngay rằng là uh, mình sẽ đi làm một cái công việc nào đó mình làm một cái công việc nào đó để nhằm mục đích là gì ạ à, để nhằm mục đích đó chính là mình uh, kiếm thu nhập mình kiếm thu nhập đúng không? mình kiếm thu nhập để mình trang trải cuộc sống để mình có thể tự lập để mình có thể tự chủ và thậm chí rằng là mình có thể Uh, báo hiếu cho cha mẹ đúng không ạ hoặc là ít nhất rằng là mình lo cho cuộc sống cá nhân của mình đúng không và mình cũng thế uh, trong những cái năm trước đây anh chị thì mình cũng như vậy mình cũng đã có cái tư tưởng có cái suy nghĩ giống như vậy uh, cũng bước chân ra ngoài kia đi làm và sau đó rằng là uh, để nhằm mục đích đầu tiên thôi đó chính là nuôi thân thôi đúng không ạ nuôi thân thôi uh, bởi vì rằng cái công việc của mình mình còn không biết rằng là xác định làm làm thế nào để mình có thể là uh, có được cái thu nhập bảy tám triệu và mình uh, ngồi trong cái uh, gọi là cái văn phòng làm giống như người khác ngày trước mình nhìn thấy anh chị em mình chúng ta những ai mà làm văn phòng á mặc áo sơ mi hoặc là mặc đồ đẹp á anh chị là mình rất là thích mình rất là thích luôn anh chị mình thích cái kiểu là họ ăn mặc đẹp như vậy họ thích mình thích rằng là họ làm trong cái môi trường họ làm trong cái công việc mà như ăn mặc rất là sạch sẽ, rất là đẹp và mình rất là ngưỡng mộ họ. Và mình không nhưng bởi vì mình biết rằng là bởi vì mình biết rằng là um, bởi vì họ được ăn học, họ được họ có bằng cấp. Vậy nên rằng là họ xin được những cái công việc nó tốt anh chị em ạ. À, đối với cái thời điểm đó, đối với bản thân mình tại thời điểm đó nhìn thấy những cái công việc đó và mình cho đó là tốt. mình cho đó là tốt bởi vì họ ăn mặc rất là đẹp và họ có một cái nơi công việc rất là rất là ổn định đúng không ạ? Và họ làm việc một cái môi trường rất là tuyệt vời. rất là đẹp, rất là sạch sẽ, rất là tuyệt vời. Và đối với góc nhìn của mình một người mà đang đi học nghề. Bởi vì mình đi bước chân ra sau khi 18 tuổi ấy, anh chị là mình đi học nghề. Đúng không? Mình đi học nghề. Mình học nghề học nghề cơ khí đấy anh chị. Đó, học nghề cơ khí thì mức lương mà mình nhận được anh chị thì mình không có nhận được lương mà mình nhận gọi là cái gọi là cái um, cái, cái, cái cái gọi là cái lương phụ cấp á. gọi là cho bao nhiêu thì được bấy nhiêu đó là đấy là mình được 2 triệu tám anh chị đúng không được 2 triệu 8 gọi là đi kéo dây điện cũng như là học nghề họ thôi họ sai gì gọi là cái kích gọi là cái chân sai vặt đấy anh chị ừ. nói đơn giản nôm na là như vậy cái chân sai vặt đấy anh chị thì 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 mình mình thấy rằng là à, bởi vì rằng là mình không có bằng cấp giống như họ mình không học tới nơi tới chốn đúng không và mình cũng không có cái điều kiện để mà mình có thể là học uh, hành vậy nên rằng là uh, mình bắt buộc phải đi học một cái nghề nào đó thôi có nghề có ngỗng thì sau này nó mới tốt hơn khá hơn được thì bố mẹ mình cũng định hướng cho mình làm như vậy thì bắt đầu mình đi học nghề và mình nhìn thấy rằng là những anh chị em mình chúng ta à, mình sau trước đây anh chị, mình với một cái công việc đó mình chỉ mong sao là sau này mình kiếm được cái thu nhập 6 7 triệu một tháng là vui lắm rồi. Chỉ mong sao là mình lớn thật nhanh mình để mình có thể là kiếm được thu nhập 6 7 triệu một tháng để mình lo cho cuộc sống của mình. Có anh chị nào chúng ta từng nghĩ như vậy không ạ? À, đối với thời điểm hồi trước đây của mình là như vậy. À và thế thì thế thì càng lớn lên càng lớn lên mình thấy rằng là nếu như sáu bảy triệu cũng không có đủ à không có đủ không có đủ và mình nhìn thấy rằng là những người mà người ta làm việc người ta làm ở trong văn phòng họ cũng có cái mức lương thu nhập sáu bảy triệu nhưng tại sao họ cũng là ăn mặc đẹp thế nhỉ nó có tùy thuộc vào tính chất công việc đúng không tùy thuộc vào tính chất công việc tại vì cái góc nhìn của mình mình đang mình đang làm mình ăn ăn mặc thì rách dưới bẩn thiếu. lúc nào cũng ngoài ngoài nắng ngoài nôi anh chị mình có biết không ạ trước đây á khi mà mình đi học nghề được 2 năm ạ? chưa được 2 năm được một năm rưỡi thì cái tai nạn nghề nghiệp nó diễn ra đúng không ạ tai nạn nghề nghiệp nó diễn ra vậy nên là mình phải dừng lại thì trước đây mình đi làm và sau đó là bị gãy chân anh chị bị gãy chân leo trèo không bị gãy chân rồi sau đó là bị đóng đinh mất một năm đóng đinh mất một năm và anh chị em mình biết không ạ họ cho mình bao tiền anh chị em mình biết không Thế người chủ đó cho cho mình bao tiền Để biết, không ạ theo anh chị em mình họ cho mình được bao tiền ạ với cái việc mà đóng bảy cái đinh và nằm viện mất 6 tháng là anh chị em mình biết không ạ chúng ta từ đoán rồi giờ họ cho họ cho <laughs> cái người chủ đó họ cho bao nhiêu ạ dạ vâng đúng không ạ họ cho một cân hoa quả và 500 trăm nghìn anh chị đúng không ạ họ cho một cân hoa quả và 500 trăm nghìn và một tháng tiền lương này hôm đó à, tháng đó đúng không ạ một tháng tiền lương tháng đó coi như gọi là tháng đó trả xong xuôi tháng đó làm làm được bao nhiêu công nhưng mà thôi tính cả luôn cả tháng đúng không là được hai triệu tám với lại thêm 500 trăm nghìn nữa là ba triệu mấy đấy ba triệu ba đấy anh chị thêm cân hoa quả đấy mình nghĩ là cân hoa quả cỡ đó cỡ khoảng ba chục đúng không đúng không và khi mà mình gãy chân như vậy anh chị đó, khi mà mình gãy chân như vậy thì mình mới nhìn nhận thấy rằng là mình nỗ lực, mình cố gắng rất là nhiều nhưng mà cái số tiền mà mình kiếm ra nó không có bằng mình nằm viện 6 tháng. Anh chị. Cái số tiền của mình kiếm ra nó nó không có bằng mình nằm mình nằm viện 6 tháng anh chị ạ. Và mình cảm thấy rằng là mình đã cố gắng rất là nhiều nhưng tại sao mà <laughs> rồi sao mình kiếm kiếm ra tiền như vậy nhưng mà à, cuối cùng là sao ạ chi trả cho bệnh viện hết và ngay sau khi mà mình bị như vậy cái là mình nghỉ luôn công việc luôn anh chị à, mình nghỉ mình nghỉ công việc luôn và bắt đầu mình đi tìm công việc khác với một cái thu nhập nó cao hơn với một cái thu nhập nó tốt hơn Đúng không? thu nhập tốt hơn và anh chị à, mình biết không ạ? Mình lại đi học nghề. Lại đi học nghề thịt chó. Anh chị ạ. À. <laughs> mình lại đi uh, học nghề thịt chó. Và mình thấy cái cảnh giết chó nhiều quá. Mình sợ quá. Thật thế anh chị. Nhìn sợ quá. Ám ảnh luôn. Thế nên là thôi. Mình lại. Mình chỉ làm bưng bê thôi. Nhưng bưng bê với một lúc thời, thời gian. Thì người ta bắt mình ra làm thịt chó anh chị và mình nói thật với anh chị em mình rằng là không không muốn đâu nhưng mà đi làm nhận tiền công đó anh chị đi làm nhận tiền công học nghề mà anh chị thì bắt buộc và phải làm thôi rồi sau đó mình thấy sợ quá Thôi bắt đầu thôi không không không, không làm nữa đi kiếm một cái nghề khác làm đó ạ đi đi làm một cái công việc khác và bắt đầu là sao ạ nghỉ luôn làm ở đó được bưng bê bưng bê này kia được hơn một năm hơn một năm ở sau đó họ họ bắt mình đi thì chó mình sợ quá mình không mình mình, mình không đi đi làm đi làm công việc khác anh chị thì cái, cái cái hành trình mà mình đi tìm kiếm một cái công việc mình tìm kiếm để mình một cái nơi nào đó một cái một cái công việc nào đó để mình có thể mình có thể làm dài lâu quá anh chị nó đã trải qua rất là nhiều rất là nhiều rất là nhiều những cái công việc một tuần có một tháng có một năm có luôn bao nhiêu năm cũng có luôn anh chị vậy thì anh chị em ạ khi mà chúng ta hướng đến cái uh, cái, 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 cái 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 nâng cao cái thu nhập của mình á thì chúng ta cần phải đặt ra một cái câu hỏi rằng là cái điều gì quyết định cái thu nhập của chúng ta đúng không ạ Đúng không ạ? Chúng ta cần phải đặt ra cái câu hỏi đó Điều gì quyết định cái thu nhập của một con người? Điều gì? Chúng ta phải xác định rõ cái điều đó đã Bởi vì trước đây mình mình hay nghe uh, Thậm chí rằng là mình mình chỉ được hướng dẫn, được chia sẻ, được nói Bố mẹ chúng ta nói rằng là ông bà hoặc là bạn bè chúng ta nói rằng là Phải có cái, một cái nghề cái ngỗng để mà chúng ta làm Oh, để chúng ta ấy nhưng mà chúng ta biết không ạ ờ, học nghề này kia đôi khi chúng ta chỉ đủ nuôi thân thôi <laughs> đâu có đâu có phát triển được gì đâu Vậy thì chúng ta phải xác định rằng là điều gì quyết định thu nhập của một người tại sao có những người một năm họ có cái thu nhập là 50 triệu một năm đúng không ạ một năm em để dư ra được 50 triệu tuyệt vời đó, năm 2015 anh chị uh, 14 đó, Năm 2014-15 Mình đi làm công nhân anh chị Mình cũng để dư ra được uh, 50 triệu một tháng uh, uh, 50 triệu một năm Quên <laughs> Một tháng chết thật đó, Làm hết công việc này công việc kia Để dư ra được 50 triệu một năm Nhưng mà sao ạ Nhưng mà chỉ tập trung vào mua những con xe mình yêu thích Thích xe lắm đúng không thích xe lắm bởi vì toàn trước đây toàn đi bộ mà toàn đi bộ không anh chị có xe có cái xe đạp nhưng mà không thích đi xe đạp nữa đi uh, phấn đấu mua xe máy để để dư ra được 50 triệu đi mua xe máy anh chị Thế Tại sao nhưng mà tại sao có những người sao ạ? À, một năm họ kiếm họ kiếm ra được 200 triệu à, Một năm họ kiếm ra được 200 triệu nhưng có những người họ đúng không ạ ừ, lại có thể là kiếm ra một tỷ một năm 5 tỷ một năm 10 tỷ một năm 20 tỷ một năm tại sao họ lại có thể tạo ra được cái mức thu nhập đó vậy thì cái điều đó cái thu nhập của chúng ta nó phụ thuộc vào cái yếu tố gì ừ, yếu tố gì dạ yes. à, vâng đúng rồi à, đôi khi chúng ta sẽ gặp những cái điều này điều kia xảy ra chúng ta mới nhìn nhận được cái sự việc đúng không? À. Chúc mừng chị mít Phương Hoài đúng không? Đúng rồi cố gắng lên chị đúng không? Đúng rồi Ừ, có những người nói rằng là à, sẽ là bằng cấp. Đúng không à, Sẽ là bằng cấp. Bằng cấp sẽ quyết định được cái thu nhập của chúng ta. Ừ. bởi vì rằng là cái việc mà cái việc mà chúng ta để mà chúng ta có cái mức lương đúng không? Để có mức lương cái lương cao đẳng nó khác với cái lương đại học. Và đúng không anh chị? Chính sao Mà cái lương cao cao đẳng nó sẽ khác với lương trung cấp. Chắc chắn rồi. Ừ các bằng cấp mình uh, thu nhập của chúng ta quyết định bằng cấp của anh các anh chị em là chúng ta nghĩ như vậy không ạ nếu như anh chị em mình chúng ta nghĩ như vậy thì mình minh tin rằng là chúng ta đã có một cái khoảng thời gian chúng ta làm con lương uh, từ một cái công việc nào đó từ chính quy ra đúng không đó, rồi thứ hai nữa là gì ạ à, thứ hai nó đó chính là kinh nghiệm ừ, kinh nghiệm Ờ, kinh nghiệm, kinh nghiệm đó chính là trong cái quá trình mà mình làm việc và mình tiếp thu, đó, mình làm việc mình tiếp thu, mình có những cái kỹ năng tốt hơn, mình có những cái kiến thức chuyên ngành trong cái lĩnh vực đó tốt hơn và cái sự hiệu quả trong công việc của mình tốt hơn và chúng ta được trả lương, chúng ta được trả được cái gì ạ? À chúng ta trả được trả cái cái mức thu nhập cao hơn, được cái sự tin tưởng, được cái sự uh, nhìn nhận được cái sự công nhận từ cái người chủ doanh nghiệp đó họ tăng lương lên cho mình để giúp cho mình nâng cao thu nhập đúng không yes và cái thứ ba đó chính là gì ạ à, chúng ta trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực đó à, chúng ta trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực đó ừ, chuyên gia trong cái lĩnh vực đó đó, chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, chuyên gia trong cái lĩnh vực A, lĩnh vực B, lĩnh vực C, tức nghĩa là chúng ta đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực đó, chúng ta đã trải qua rất là nhiều, đúng không ạ? những cái quá trình mà chúng ta làm việc, đúc kết, nhìn nhận, đúng không? và chúng ta có thể là sao ạ? À, chúng ta có thể là gì ạ? À, mang lại những cái kết quả rất là lớn cho cái doanh nghiệp đó và thậm chí là cho chính bản thân mình và chúng ta trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực đó ừ. vậy thì cái thu nhập và anh chị à, cái thu nhập của một người nó được định nghĩa à nó được định nghĩa đó chính là nó là được bằng tổng cái giá trị của họ tạo ra Đúng không ạ? tổng cái giá trị của bạn tạo ra ví dụ bạn đang lương 10 15 triệu một tháng đó là cái giá trị của bạn tạo ra cho doanh nghiệp và doanh nghiệp họ sẵn sàng chi trả cho bạn 10 triệu 15 triệu một tháng để mà bạn hoàn tất cái công việc đó Đúng không? hoàn tất cái công việc đó hoàn tất cái 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 nhiệm vụ đó được giao, Đúng không ạ giá trị đó và mình muốn hơn cũng không hơn được mình muốn hơn mà cũng hơn, không hơn được ở bằng cách nào đó mình thăng qua mình 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 thăng gọi là mình thăng cấp gọi là mình lên từ một người nhân viên lên cấp quản lý này kia thì may ra cái lương của mình đúng không ạ à, nó sẽ tăng cao lên nhưng đồng nghĩa công việc của chúng ta trách nhiệm của chúng ta nó sẽ nâng cao lên vậy thì cái thu nhập của chúng ta nó được bởi quyết định đúng không? quyết định bởi cái giá trị của chúng ta tạo ra ừ, giá trị của chúng ta tạo ra đó Thu nhập của chúng ta tăng lên, giá trị của chúng ta cũng phải tăng lên, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có một cái công thức, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái công thức ha, à, nhà ban tổ chức, à, đúng không ạ? Mình có có cái này mà. anh chị em mình chúng ta ừ, chúng ta chúng ta nhìn thấy bằng trắng không ạ bao nhiêu số anh chị em mình chúng ta nhìn thắng nhìn thấy bằng trắng rồi thì comment phía số 1 giúp mình nha ok rồi đây chúng ta có một cái công thức đó chính là gì ạ à thu nhập của chúng ta Nó bằng với cái à, Cái giá trị Cái giá trị của chúng ta tạo ra Nhân với Thời gian Và nhân với gì ạ? À Nhân với thời gian ừ. Nhân với Nhân với quy mô ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt nghĩa ra ở bây giờ hình như là mình viết ngày càng nhỏ đi sao nhỉ? Từ to đến nhỏ nhỉ? Quay lạ thật, mắt mũi kiểu gì ấy nhỉ? Đúng không ạ? Nhưng mà thôi sao? Quay lạ thật. Đó rồi. Thế thì, cái việc mà chúng ta, đúng không ạ? À, cái việc mà chúng ta, chúng ta muốn nâng cao cái thu nhập của mình lên này. Thì chúng ta, trước giờ để mà chúng ta nhìn nhìn ra làm thế nào để mình có thể là nâng cao được cái thu nhập của mình đây thì chúng ta sẽ lựa chọn cái cách gì ạ em sẽ lựa chọn một công việc khác đúng không chúng ta sẽ lựa chọn một cái công việc khác bây giờ mình muốn bây giờ cái chóp cái số tiền a à, b cái công việc a này nó mang cho mình là mức lương được 10 15 triệu nhưng mà 15 triệu này nó không đủ để mình trang trải cái chi phí đôi khi con cái vợ chồng này kia ví dụ như thế 15 triệu một tháng đâu có đủ đâu bây giờ mình làm thế nào để mình có thể là sao ạ à mình sẽ tìm ngay đến đó chính là cái chóp tiền số 2 đúng không mình sẽ tìm ra mình sẽ làm thế nào đấy để mình có thể tìm ra một công việc nào đó để mình có thể là hướng tới cái mức lương mình hướng tới cái mức lương thu nhập là 30 triệu đúng không? 30 triệu, 20 triệu, 30 triệu gì đó. Tức nghĩa là nó nâng cao cái thu, cái thu nhập của mình lên. Và mình đi tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài. Và mình thấy rằng là a à, bên công ty B kìa, họ có một cái chính sách tốt hơn, họ có một cái đãi ngộ tốt hơn, họ có một cái mức lương tốt hơn. Và mình thấy rằng là mình chỉ đang đi làm việc vì tiền mà. Và tất cả mọi thứ mình đang hướng tới đó chính là tiền bạc. Đó là tiền. Cái quan trọng nhất đó vẫn là tiền bạc nên nên là ở đâu chi trả cho mình cái mức lương phù hợp, xứng đáng. Mệt một tí, vất vả một tí cũng được. Không sao hết. Miễn sao là sao ạ? À, mình đạt được cái mục tiêu của mình là 20-25 triệu một tháng. Thậm chí 30 triệu một tháng. Là ok rồi. Đúng không? Là ok rồi anh chị. Tức nghĩa là chúng ta à, nhảy, Tức lựa chọn nhảy công việc nhảy hết công ty này công ty kia nhưng mà cái thứ mà chúng ta quan tâm đến chúng ta chỉ tập trung vào thu nhập thôi nhưng chúng ta không quan tâm đến đó chính là cái giá trị của chúng ta tạo ra đúng không ạ cái giá trị cái năng lực cái giá trị của bạn tạo ra và họ chỉ trả họ chỉ trả cái thu nhập cho bạn tiền lương cho bạn bằng đúng với cái năng lực cái giá trị của bạn tạo ra mà thôi Ừ. Ạ. Bạn không thể nào hơn được đâu anh chị. Đúng không? Không thể nào hơn được đâu anh chị. Không thể nào hơn được. Bây giờ mà bạn bây giờ mà doanh nghiệp đó làm bạn làm tạo ra doanh nghiệp cho 100 triệu. Đúng không? Cùng lắm là họ trả cho bạn được cái mức lương là 10 15 triệu. Không hơn được. Làm sao mà hơn được? còn chứng chi phí còn vận hành còn cái này kia làm sao được. Nhưng chúng ta chỉ tập trung vào ở làm thế nào để em có thể kiếm ra uh, có cái thu nhập có cái công việc nào. Luôn luôn đặt ra câu hỏi là bây giờ em làm gì? Em làm gì để mà em có cái thu nhập là 30 triệu một tháng. Bây giờ em làm công việc gì nè? Bây giờ làm cái gì đây? Làm lĩnh vực gì đây? Làm nghề gì đây? Chúng ta luôn đặt câu hỏi như vậy. Vậy thì những anh chị em mình chúng ta sau này chúng ta hoặc là chúng ta đã và đang định hướng cho con mình. Cái việc mà chúng ta nâng cao cái thu nhập của mình vậy thì chúng ta bắt đầu bằng những cái giá trị của mình tạo ra. Vậy thì giá trị của mình tạo ra nó bằng nó nó là những cái gì đây? Anh chị? Giá trị của mình tạo ra là gì đây? Gì nhỉ? nó không có cái chỗ xóa nhỉ? Đó, cái giá trị của mình tạo ra là gì đây? giá trị của mình là gì ạ? đúng không? giống như mình có vừa chia sẻ với anh chị em mình đó chính là cái điều đầu tiên đúng không? giá trị của chúng ta khi bắt đầu mới ra trường ra cái thứ đầu tiên mà chúng ta có đúng không? cái thứ mà chúng ta đầu tiên chúng ta có nó có thể là cái bằng cấp nó có thể là cái quá trình cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nào đó đúng không cái giá trị của chúng ta nó được gì ạ à nó được có thể là cái bằng cấp nó có thể là bằng những cái kinh nghiệm của chúng ta đúng và chúng ta tạo ra và mang lại cái giá trị đến cho doanh nghiệp đó ạ, mang lại cái giá trị đến cho doanh nghiệp Vậy thì Đúng ạ Cái tiếp theo đó chính là cái thời gian Cái thời gian Ừ, cái thời gian Vậy thì để mà cũng bằng một cái thời gian như nhau Cũng có những người thu nhập 10 triệu và có những người thu nhập 50 triệu Có những người thu nhập 100 triệu Đúng ạ và nó được đo lường bằng giá trị nó được đo lường bằng giá trị anh chị ạ à. không thể nào mà mà chúng ta lấy một không có bất cứ một cái thước đo nào về thu nhập mà chúng ta lại bỏ qua cái việc mà chúng ta giá trị tạo ra được đúng không vậy thì làm thế nào mà trong cùng một khoảng thời gian mình phải kiếm tiền được nhiều nhất chúng ta phải đặt ra câu hỏi ạ à trong cùng một khoảng thời gian nhất định mình phải kiếm ra được nhiều tiền nhất trước đây 5 năm 5 năm trôi qua mình đã để dư được 200 triệu Ok tuyệt vời đó là một cái con số tuyệt vời ví dụ như vậy nó tuyệt vời đối với bạn đúng không đối với mình mình đã cố gắng hết sức rồi đúng không? nhưng mà bây giờ trong cùng một khoảng thời gian 5 năm mình phải để dư ra được 2 tỷ đó trong một khoảng thời gian thế thì bắt đầu mình với suy nghĩ làm thế nào để mình có thể gia tăng được cái giá trị nội tại của bạn đây làm thế nào để mình có thể nâng cao cái giá trị và cho người khác có thể nhìn nhận được cái giá trị của mình đây đúng không theo anh chị em mình này thu nhập của một người bán hàng đẹp đẹp một người người bán hàng này người ta nâng cao cái thu nhập của họ bằng cách là họ tạo ra cái giá trị cho ai đây anh chị cho ai ạ à? vâng ừ, cho thị trường ừ, cho thị trường họ tạo ra giá trị đến cho thị trường cho khách hàng của họ và họ tạo ra giá trị bằng những cái kiến thức họ có bằng những cái chuyên môn họ có bằng những cái điều họ có đó, trong cùng một khoảng thời gian họ đúng không ạ? Trong cùng một khoảng thời gian đó, trong 5 năm họ bán hàng và một người làm công an lương khi mà họ bắt đầu tập trung vào xây dựng giá trị của họ. Đúng không ạ? Tập trung vào xây dựng giá trị của họ, giá trị của họ tạo ra đến cho thị trường, đến cho khách hàng, đến cho uh, những người khách hàng của họ và tập trung vào đó. Bắt đầu sao ạ? À, à được thị trường, đương nhiên rồi khi mà bạn tạo ra giá trị đến cho thị trường á thì bạn sẽ nhận được cái à cái kết quả cái sự phần thưởng xứng đáng từ thị trường anh chị. Đó, phần thưởng xứng đáng từ thị trường. Và cái tiếp theo đó chính là gì ạ? À cái quy mô. Quy mô là một trong những cái thứ à rất là quan trọng mà chúng ta có thể nâng cao cái thu nhập của mình. Đúng không? Yes. Quy mô. Quy mô anh chị. Quy mô. Quy mô của bạn càng lớn thì thu nhập của bạn càng lớn anh chị tuyệt vời lắm anh chị ơi quy mô kinh doanh của bạn càng lớn càng mở rộng càng phát triển càng nhân rộng càng lớn thu nhập của bạn càng lớn anh chị đó quy mô vậy thì bởi vì sao mình lại cho cái này là cái số 3 bởi vì hai cái bởi vì là cái quy mô này nó còn tùy thuộc vào anh chị em mình chúng ta đang kinh doanh đúng không? Hay không? không? Nhiều anh chị em mình chúng ta đâu có kinh doanh đâu, chúng ta đang làm công an lương này. Vậy sao ạ? À, chúng ta chỉ tập trung hai cái, cái thời gian và giá trị thôi. Mình tạo ra, đúng không? Vậy thì gì ạ? À, cái quy mô của chúng ta, cái quy mô của chúng ta anh chị. Tại sao nó lại liên quan đến và cũng như là ảnh hưởng đến cái thu nhập của chúng ta? Ừ. tại sao bởi vì ví dụ mình lấy ví dụ đi ạ à. mình lấy ví dụ ha à. bây giờ ví dụ mình bạn có một cái cửa hàng này bạn muốn có một cái cửa hàng cửa hàng a cửa hàng a mang lại cho bạn thu nhập là 20 triệu một tháng đúng không bây giờ ví dụ như mình có 10 cửa hàng a điều gì xảy ra à mình sẽ có 200 triệu một tháng. Đúng không? Bây giờ có 100 cửa hàng A thì điều gì xảy ra? Tuyệt vời. Đúng không? Tuyệt vời. Tức nghĩa là bạn phải hướng đến trước khi bạn muốn nâng cao cái thu nhập của bạn. Đúng không anh chị, trước khi bạn muốn nâng cao cái thu nhập của bạn, bạn phải tập trung vào ba cái điều này anh chị ạ. À? phải tập trung vào ba cái điều này và cái địa cái công việc gì cái công việc hiện tại của mình này mình phải nhìn lại ra được cái so sánh cái công việc hiện tại của mình có thỏa được ba cái điều kiện này hay không ba cái điều này hay không ba cái điều này nó có giúp gì được cho cái công việc của bạn hiện tại hay không để giúp cho bạn nâng cao cái thu nhập của bạn đúng không yes đúng không, anh chị chúng ta khi mà nhắc đến cái thu nhập đó anh chị nhắc đến cái thu nhập anh chị chúng ta toàn bây giờ ở bây giờ mình đang làm công an lương 5 triệu một tháng cùng lắm lên được 10 triệu à sao mà hơn được bởi vì bạn đâu có nhìn nhận bạn đâu có đúng không ạ? trước khi bạn đánh giá về cái vấn đề thu nhập của bạn bạn chưa nhìn nhận vào ba cái điều này bạn chưa làm thỏa được ba cái điều này vậy nên là sao ạ vậy nên là bạn luôn đặt ra những cái đúng không ạ à, chúng ta luôn nghĩ về những cái thứ hiện tại những cái điều mà mình đang gặp hiện tại và mình quyết định luôn cái tương lai của mình quyết định luôn cái năm tháng sắp tới của mình mà mình không có mở rộng cái góc nhìn của mình ra để mình sao ạ lựa chọn và có những cái quyết định đúng đắn theo anh chị ạ mình quy mô nó có hạn không ạ không chả có hạn đâu anh chị nó chỉ có cái giới hạn duy nhất nó còn chỉ có một cái giới hạn duy nhất thôi anh chị đó chính là cái tư duy của mình đấy, đó, yeah. đó là cái tư duy của mình đấy, đấy là cái giới hạn duy nhất thôi, chả có giới hạn nào đâu, chả có giới hạn nào cả, giới hạn duy nhất của chúng ta đó là đó là đó là chính chúng ta đấy bây giờ mình lấy ví dụ đây ạ, bây giờ một con xe 300 triệu, 500 triệu với một con xe 5 tỷ nó khác nhau ạ. Nó khác nhau. Không? Nó khác nhau vì điều gì vậy? Nó cùng là che nắng che mưa. Nó cùng bốn bánh mà. Nó có có con xe nào nó năm bánh đâu. Nó cũng có đầy đủ những chức chức năng máy lạnh, vô lăng tay lái nó tất cả thiếu gì. Nhưng điều gì khiến cho một chiếc xe năm 5 chỉ có đáng giá 500 và có một cái và một chiếc xe 5 tỷ Đã. nó có một cái sự khác biệt rất là lớn Đúng. chúng ta liệt kê cũng che nắng che mưa Ok chiếc xe 500 triệu nó chỉ có 4 chỗ thôi trước kia nó 7 chỗ nhưng cái cái việc mà bốn chỗ à năm chỗ với bảy chỗ nó không khác là có, khác nhau Chỉ có hai chỗ thì tại sao nó lại một chiếc có 500 một chiếc 5 tỷ. Ừ. Đúng không? Đó là gì ạ? Đó là cái sự hoàn thiện, đó là cái sự chính xác. Đó là gì ạ? À đó là về cái chất lượng, đó là về cái thương hiệu, đó là về gì ạ anh chị? À cái khả năng an toàn. Đúng không? Đó là cảm giác lái đúng không anh chị cũng giống như mà ví dụ như trên tay của mình đi một cái chiếc đồng hồ đúng không ạ bây giờ ví dụ như một chiếc đồng hồ 500 trăm ngàn nó cũng xem giờ được đúng không một chiếc đồng hồ 500 trăm ngàn nó cũng đổi xem, xem 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 giờ được và một chiếc đồng hồ nó 500 triệu nó chả khác nhau gì nó chỉ để nhằm mục đích xem giờ đúng không nhưng chúng ta có biết không ạ cái việc mà cái đấy nó, cái việc một 500 000 và một chiếc đồng hồ 500 triệu nó nó khác nhau rất là nhiều về cái giá trị sử dụng chứ đúng Yes. nó cùng để nhưng nếu mà chúng ta nhìn với góc độ thì chỉ để xem giờ thì cái nào nó cũng giống nhau nhưng nó đến nhiều đúng không ạ nó đến từ nhiều những cái thứ khác nữa nó liên quan thì anh chị yes. vậy thì thu nhập của chúng ta cũng vậy thu nhập của chúng ta nó cũng vậy thôi anh chị cũng giống như chiếc xe 500 triệu và chiếc xe 5 tỷ thôi anh chị thế thì làm thế nào chúng ta thấy nhìn rõ cái sự khác biệt luôn đó anh chị và một người thu nhập 10 triệu và một người thu nhập 100 triệu không ạ với một người thu nhập một 100 triệu và một người thu nhập 1 tỷ không ạ, anh chị nó có một cái sự khác biệt rất rất lớn thậm chí họ nghĩ gì thôi mình không biết luôn đó. đó ok Vậy thì cái việc mà chúng ta cái việc mà chúng ta anh chị à, cái việc mà chúng ta mà um, OK, cái việc mà chúng ta uh, nâng cao cái thu nhập của chúng ta, cái tiếp theo mà chúng ta cần phải nói đến, đúng không ạ? Mình lấy ví dụ đi ạ. Đầu ừ. tiên bèo có người mức lương thu nhập 30 triệu triệu tháng này, với người là 300. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt như thế nào? Đây cũng là một người A, đây người B, người A người B này, đúng không ạ? Bây giờ cái thu nhập 30 triệu một tháng này anh chị Bây giờ khi mà Khi mà Thu nhập của họ Họ chờ đợi khách hàng Họ chờ đợi khách hàng Họ cùng chung một công việc nhé Cùng chung một cái công việc bán hàng giống nhau Cùng việc công việc sản phẩm A, B, C, D gì đó Cũng bán xe, bán cộ này kia Ví dụ như vậy cũng là một công việc bán hàng Thì cái người A này họ chờ đợi khách hàng đến họ chờ đợi khách hàng tìm tới mình tìm tới anh chị đúng không ạ? tìm tới đúng không chờ đợi khách hàng tìm tới có ai tới hỏi thì ok mình tư vấn nhưng tư vấn một cách gì ạ à? à, vừa đủ thôi ừ, tư vấn một cách lừa đủ từ tư, tư vấn tại vì mình biết gì mình chia sẻ đó thôi ở trên đưa xuống như thế nào thì mình nói y giống như sách giáo khoa vậy. Đọc cho người ta nghe vậy. Đó, không có bất cứ một sự nghiên cứu nào, không có bất cứ một cái sự nhạy bén nào, không có bất cứ một cái sự phát triển gì liên quan đến cái lĩnh vực của mình. Nó vừa đủ. Đủ cho họ biết, đủ cho họ nắm được thôi. Cũng giống như chúng ta tư vấn một chiếc xe vậy. Ừ. Thế là gì à lười, bọn lười. Vâng. Ấy thời gian rảnh chả có đi tìm kiếm kiếm khách hàng đâu thời gian rảnh chỉ có lướt thôi thời gian rảnh xem tiktok thôi ừ, thời gian rảnh là xem những cái vào những cái trang mà cãi nhau mẹ chồng ấy ờ ừ, đấy hoặc là sao ạ vào những cái gì ạ những cái trang mà đang nói xấu vợ ừ. nói xấu chồng ờ ừ. lời vào xem những cái video ngắn video hài ờ ừ. xem tàu tổ... xem tàu lôm luôn à... Đó. và cái quan trọng nhất đó chính là nó không có bất cứ một cái mục tiêu nào rõ ràng là, không có bất cứ một cái mục tiêu nào rõ ràng lại em có bất cứ một cái mục tiêu nào rõ ràng kìa. Ok không cứ một cái mục tiêu chúng ta nhìn thấy không ạ thế thì bây giờ nếu như mà với một cái người bán hàng như thế này với một cái người làm việc như thế này thì theo anh chị em mình cái hiệu quả công việc của họ có xứng đáng được 30 triệu một tháng không thế thôi đúng không mà thậm chí rằng là thắng được thắng không Đó, thắng được thắng không Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang người người B đi anh chị. Với một cái mức thu nhập 30 triệu một tháng, à, 300 triệu một tháng. Đúng không? Họ tập trung vào phát triển cái giá trị của mình. Giá trị họ hiểu rõ rằng là một người bán hàng, một người bán hàng, một người mang lại cái sản phẩm dịch vụ đến cho khách hàng, đến cho thị trường. Là họ hiểu rõ rằng là họ cần phải làm gì. Họ phải đúng không ạ họ phải học cái điều gì họ phải phát triển bản thân như thế nào họ phải luyện những cái kỹ năng như thế nào đúng không họ phải luyện những cái kỹ năng như thế nào họ phải làm những cái điều gì để mang lại cái giá trị đến cho khách hàng đúng không? Đúng không? Đúng không? ngay từ cái điều đầu tiên thôi họ đã xác định ngay cái điều đó rồi đúng không ạ và sao ạ à họ chủ động đúng không họ liên tục họ liên tục họ chủ động đúng không họ làm mọi cách để tìm kiếm khách hàng tìm kiếm khách hàng ừ, có nhiều người ơi ừ, khó lắm bây giờ thị trường bão hòa rồi bây giờ thế này kia bây giờ ai đâu mà cần đến cái sức khỏe đâu đúng không một số như anh chị em mình chúng ta kinh doanh ai cần cái sức khỏe đâu ai cần về cái đấy đâu đúng không ví dụ như vậy đúng nhưng mà những người có cái thu nhập cao họ không quan tâm điều đó không họ không quan tâm điều đó đâu anh chị họ chỉ quan tâm bằng làm, làm thế nào để mình liên tục liên tục và họ chủ động tìm mọi cách để tìm cách hàng bởi vì họ biết rằng là có rất nhiều người ngoài kia vẫn đang chờ họ, vẫn đang cần được cái sự hướng dẫn, vẫn đang cần cái sự chia sẻ, vẫn đang cần cái sự giúp đỡ từ họ. Bởi vì họ biết họ có giá trị với khách hàng. Bởi vì họ nắm được những mong muốn, những nỗi đau của khách hàng. Đúng không? Họ biết thì họ hiểu rõ điều đó. Vậy nên rằng là họ chỉ tìm Họ liên tục liên tục họ tìm để họ giải quyết những vấn đề của anh các đó nhưng mà sao ạ ngược lại lười chỉ có xem thôi à, à, nắng lắm đi thị trường nắng lắm đi thị trường làm gì đúng không mồ hôi mổ kê thời buổi này bây giờ nắng như thế này mà cứ đi phát tờ rơi có mà chít có phải cháy hết làn da đúng không Kèm dưỡng trắng không đủ Đúng không ạ Sao mà có khách hàng đâu Ừ Đúng không ạ họ, họ có một cái kế hoạch Họ lên cái kế hoạch à, Họ lên cái kế hoạch rõ ràng Họ lên kế hoạch cho Cho họ Đúng không Họ làm việc gì Họ lên cái kế hoạch tháng này Họ đạt cái KPI như thế nào đúng không? Chúng ta họ sẽ có kế hoạch chung cho một nhóm đúng không ạ? Chung cho một uh, nhóm và chúng ta sẽ có những cái KPI cho từng người đúng không? Từng mục tiêu của chúng ta đúng không? Và họ lên kế hoạch với cái KPI đó, lên kế hoạch cho cái mục tiêu đó, đúng không? Lên cái kế hoạch, lên cái kế hoạch họ làm gì, họ như thế nào, đúng không? Họ đi đâu, họ làm gì, họ phát triển cái điều gì? và tập trung một cái điều gì họ thấy nhiều họ nhìn nhận được cái điều gì họ đang còn thiếu sót họ lên cái kế hoạch để sửa đổi để thay đổi để phát triển để để làm mới mình hơn đấy nào bạn tiếp theo dạ vâng tiếp theo đó chính là họ tập trung vào những cái lợi ích của khách hàng. Tập trung lợi ích vào khách hàng. Những lợi ích nhé. Lợi ích khách hàng. Được chưa? Mang. Tập trung lợi ích khách hàng. Đó. Chúng ta nhìn thấy chưa? Vậy thì đó là những cái sự khác biệt rất là lớn anh chị. Chúng ta nhìn thấy được cái sự khác biệt rất là lớn khi mà chúng ta nhìn nhận thấy rằng là à, có một cái thu, một người có cái thu nhập 30 triệu và có một người thu nhập 300 triệu nó khác nhau như thế nào. Theo anh chị em mình rằng là nếu như mà chúng ta chúng ta đúng không ạ, à, chúng ta lựa chọn thì chúng ta sẽ lựa chọn trở thành người A hay là người trở thành người B anh chị? Đúng không? Chúng ta trở thành người A hay trở thành người B ạ? À? Nhưng có một cái điều như thế này này. Những người A đúng không? À, tối nay có kèo gì không? Tối nay quân cúp đang euro 8 giờ tối chúng ta đúng không ạ? 7 giờ là chúng ta tan ca làm. Chúng ta phải ra ngồi trước đi. Đúng không? Bấy giờ là anh em phải đúng đủ đều nha Có mặt đúng giờ nha Đúng 7 giờ chứ không hết chỗ đó Đúng không Là ra gọi trước thùng bia đây Mồi đợi đông đủ hãng gọi Đúng không Gọi gọi là gọi trước thùng bia để đó đi Đúng không Euro mà Chúng ta phải 8 giờ là chúng ta Nhưng mà 8 giờ ra là chắc chắn hết chỗ rồi 7 giờ là có Phải cử một đại diện đi ra đấy gọi trước thùng bia gọi là có bàn sẵn đây hoặc là đúng không ạ về tan làm về chưa gọi vợ đâu nhưng mà phải gọi cho chủ quán đã để đặt phòng à, đặt bàn đã đúng không về là gọi là chưa gọi chưa gọi vợ đâu nhưng mà phải gọi à, gì ạ à, phải gọi cho chủ quán để đặt bàn à, tối nay em ơi, à, tối nay có à, chục người đúng không đặt cho anh cái bàn khoảng chục người chục ghế đúng không ạ vị trí nào nó tốt tốt một tí để anh xem đáp anh đúng rồi à, 8 giờ đúng không ạ đi muộn quá thì khả năng cao không được vợ cấm nhưng mà 8 giờ thì vô tư đúng không 8 giờ thì vô tư thế này là đủ nhậu ngay đó nhưng mà có một đúng là nhậu nhẹt rồi chơi bời đủ thứ trò hết rồi karaoke đỏ tăng 2 tăng 3 đỏ đúng không nó nó lại xảy ra những cái à, chưa tốt nó lại xảy ra những cái không có tích cực nó lại xảy ra thế này thế kia đúng không nó lại xảy ra những cái à, không ok anh chị đúng không nó lại đúng không ạ à, lại tình cảm đồng nghiệp thôi Nó lại vậy nó rất, rất là nó có rất là nhiều những cái tệ nạn rồi anh chị đúng không rồi vậy thì những người ai này anh chị họ luôn khao khát và mong muốn họ có thể kiếm được cái số tiền 300 triệu này. Họ rất là khao khát để cho có thể trở thành người B. Nhưng mà họ anh chị em ạ, à, họ chưa bao giờ họ chưa bao giờ có những cái kế hoạch và có những cái phương pháp làm việc đúng cách cả. Nhưng họ luôn ao ước anh chị em ạ, à. họ luôn mong muốn và cái mong muốn đó nó có đủ không anh chị? Không. Nó không đủ đâu anh chị. Đúng không? giống như Miss Thanh Tú có chia sẻ đúng không thành công nó là một thói quen và thói quen tạo ra cũng đâu vâng đúng rồi chính xác nó khao khát khao khát nó khao khát không nhưng mà khao khát rồi tối là làm thùng bia xong rồi rất là họ rất là mong muốn rất là khao khát để có thể trở thành người B anh chị ạ. Nhưng mà họ nhìn chúng ta nhìn đi, những cái cách làm của họ đi, những cái phương pháp làm của họ đi, những cái điều mà họ làm đi. Nếu như chúng ta anh chị ạ, nếu như chúng những nếu như người A này họ bắt đầu họ thay đổi khi mà họ nhìn, họ nhận được cái sự góp ý, họ nhìn nhận được ở ê bạn B ơi bạn làm gì mà bạn làm sao mà bạn có thể kiếm được 300 triệu một tháng vậy bạn B bảo là ừ em chỉ mình chỉ chăm chỉ làm việc thôi. Mình chỉ sao ạ? À, tập trung uh, để đi kiếm khách hàng thôi chứ còn bảo bí quyết quyết thì cũng chả biết nói từ đâu cả. Anh chị ạ. À? Đúng không? Đã, bí quyết thì em chả biết từ đâu cả. Thế thì chết rồi. Đúng không? Bởi vì họ biến nó trở thành cái thói quen hàng ngày của mình rồi họ biến nó trở thành cái gì ạ những cái điều mà họ nó cần phải làm này còn cái này sao ạ chờ đợi khách hàng uh, đúng không lười không có mục tiêu này kia rõ ràng đúng không không có mục tiêu này kia rõ ràng thì bây giờ bảo bắt đầu từ đâu anh chị thì không biết bắt đầu từ đâu hết không biết bắt đầu từ đâu hết nhưng nếu như chúng ta có một cái góc nhìn chúng ta được cái sự hướng dẫn của cái người thu có thu nhập 300 triệu này anh chị theo anh chị em mình cái thu nhập của chúng ta có tăng lên không anh chị theo anh chị bây giờ ok báo bây giờ báo tự nhiên bạn làm chưa chắc bạn đã làm đâu ừ. chưa chắc bạn đã làm đâu nhưng mà sao bạn được cái sự hướng dẫn của một người có cái thu nhập 300 triệu một tháng này hướng dẫn ở bây giờ tôi làm gì bạn làm đó đi tôi làm như thế nào tôi hướng dẫn cho bạn làm đó đi bạn làm bạn phải làm đúng không đương nhiên tôi chỉ chỉ thôi còn làm hay không đấy là sao là 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 do bạn đúng không bạn quyết định cuộc đời bạn chứ bây giờ tôi chỉ có những cái điều này những cái những cái cách thức mà tôi làm để giúp cho tôi có được cái thu nhập như thế này thì tôi với một cái sự đúng không? tình cảm bạn bè tôi có thể giúp bạn cái điều đó thôi còn đương nhiên bạn phải làm thôi đúng không bạn đã có kế hoạch cho mình chưa? Chưa luôn thế bây giờ bạn phải lên kế hoạch. Bởi vì chứ lên kế hoạch bây giờ mình chả biết lên kế hoạch như thế nào. Đó, lại phải chỉ chỉ từng bước từng bước từng bước như vậy. Vậy thì nếu như chúng ta từ một người có cái thu nhập thấp để họ được cái người thu nhập cao mà họ dẫn dắt, họ hướng dẫn, họ giúp đỡ, họ chia sẻ và họ gì vậy? à cầm tay chỉ việc á thì theo anh chị em mình rằng là trong 6 tháng sau đúng không? 6 tháng ha cái thu nhập này nó có gia tăng không anh chị có gia tăng mà nó gia tăng vào đâu ạ nó gia tăng bởi vì cái sự cố gắng cái sự nỗ lực của cái người a này. chứ không phải là chứ không phải là người b cho họ đâu mà nó phụ thuộc vào cái cái sự cố gắng cái sự nỗ lực của người a con đường thì tôi cho nhưng đi hay không là do bạn đúng không chị đó đi hay không là cho bạn đúng không yes đúng không đó vậy chúng ta thấy không Để trước giờ chúng ta làm chúng ta làm chúng ta chúng ta đang ở cái 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 nhóm nào chúng ta là nhóm A hay là nhóm B anh chị chúng ta đang ở nhóm A hay là nhóm B? Và chúng ta đang có anh chị em nào chúng ta đang quá trình từ nhóm A sang nhóm B không anh chị? Ừ. Oh, ok, tuyệt vời. Đó. Nếu như anh chị em mình chúng ta đang ở nhóm A, chúng ta hãy cố gắng làm sao để mà chúng ta chuyển sang nhóm B. Đúng không Nhóm B anh chị. Để chúng ta kỷ luật hơn, nỗ lực hơn, cố gắng hơn và làm giúp cho chúng ta có thể gia tăng được cái thu nhập của mình Đó. khi mà mình nhìn rõ được mình nhóm nào thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ hướng tới được còn đôi khi mình còn chả bình thường nếu như mình nếu như anh chị em mình chúng ta không may chúng ta lỡ buổi zoom ngày hôm nay chúng ta đâu có biết mình đang nhóm nào đâu và mình cũng chả biết mình đang hướng đến nhóm nào đúng không ạ ok vậy thì dù anh chị em mình chúng ta đang làm cái công việc gì, dù anh chị em mình chúng ta đang làm trong cái lĩnh vực nào, có hai thứ, có hai điều, đó, có hai điều, có hai việc đó, bạn cần phải làm. Đúng ạ. Có hai việc bạn cần phải làm. Có hai việc bạn cần phải làm. Rồi. dù cho bạn đang kinh doanh trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào nha anh chị. Đâu ạ? Bất kỳ một lĩnh vực nào kinh doanh trong cái lĩnh vực A B C D X Y Z. Ví dụ có hai việc bạn cần làm. Đó chính là cái điều đầu tiên đó chính là giúp họ giúp họ giúp họ đạt được cái mục tiêu của họ Anh chị ạ. Ừ. giúp họ đạt được cái mục tiêu của họ một cách dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn. Mình lấy ví dụ đi ạ, bạn là một người bán hàng. vẫn cái thứ mà bạn đúng không ạ? À, ví dụ như bây giờ đi. Đúng không ạ? Tất cả những cái bây giờ cái người A à cái người A này họ đi mua một chiếc xe, đúng không? Nhưng mà họ gặp phải vấn đề tài chính, à, vấn đề tài chính, họ về gặp về cái vấn đề là vợ con, họ gặp vấn đề rằng là sao ạ? Về phía gia đình, ví dụ như thế, họ gặp vấn đề abc. Thế thì bạn phải là một người bán hàng, bạn phải giải quyết được thứ nhất là sao ạ? Giải quyết được vấn đề tài chính hỏi, cho họ, để giúp cho họ đạt được cái mục tiêu đó chính là chiếc xe này, cái người A này có được cái chiếc xe này một cách nhẹ nhàng, một cách dễ dàng đúng không? Mình lấy ví dụ thôi, đơn giản thôi. Ồ, oh, chưa có thu nhập thì nhóm nào ạ? À? Chưa chưa có thu nhập bởi vì rằng là bạn có thể rằng là bạn đang chưa lựa chọn một cái công việc nào đó hoặc có thể rằng là bạn đang cần cái thời gian để quan sát để theo dõi xem rằng là mình nên đi cái hướng nào hoặc mình đang đi tìm một cái con đường nào. Thì cái, cái 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 nhóm cái nhóm người đó anh chị cái nhóm người đó nó không không ở trong cái nội dung ngày hôm nay mình đang chia sẻ. Đúng không? Mình đang nói rằng là mình đang nói đến cái chủ đề làm thế nào để chúng ta gia tăng thu nhập bạn. Đâu phải nói đến nhóm người cho có thu nhập đâu. Chưa có thu nhập thì chúng ta phải làm sao? Đúng không? Chúng ta có chúng ta phải làm sao ạ? À? Nếu anh chị mình chúng ta chưa có thu nhập anh chị thì chúng ta hãy đúng không ạ? Chúng ta thà lựa chọn chậm một chút xíu đừng lựa chọn sai. Đúng không? Chúng ta thà lựa chọn chậm một chút xíu đừng lựa chọn sai cho đến cùng chúng ta lại phải lựa chọn lại nhưng mà làm thế nào để mình lựa biết được mình lựa chọn đúng hay lựa chọn sai mình phải hé mở cặp mắt tâm hồn của chúng ta ra đúng không <laughs> đúng không, đúng không? Mình mở hé mở cặp mắt ra. Đúng không? cặp mắt giống đúng đúng. Đúng như bác uh, tiến sĩ joseph Murphy đúng không để có thể để bạn phải mở hé mở cặp mắt những hồn hồn kia rồi ok không thế thì cái, cái điều đầu tiên mà bạn làm đó chính là giúp cho khách hàng giúp cho họ đạt được cái mục tiêu của họ một cách dễ dàng anh đang có vấn đề về vấn đề tài chính ok em giải quyết được ok hết em giải quyết được vấn đề đấy để em lo đúng không em sẽ đưa ra những cái chính sách tốt nhất và phù hợp nhất với những cái điều mà anh đang gặp phải những cái điều mà anh đang có ok để anh sở hữu chiếc xe đúng không vợ con không sao hết đúng không ạ anh cứ dẫn vợ tới đây em sẽ gặp riêng vợ anh để em có thể trao đổi chia sẻ cũng như là hướng tới đúng không Ở gia đình abcd đúng không gia đình mà không chiếc xe này nó không ok đâu Ở chiếc xe kia với ok chiếc xe này với ok ví dụ như vậy em giải quyết được hết chúng ta phải thấy không ạ thế thì để mà để chúng ta có thể giúp họ đạt được cái mục tiêu của họ anh chị chúng ta mới thấy rằng chúng ta có cần phải có nhiều những cái kỹ năng anh chị chúng ta có cần phải có nhiều những cái kỹ năng không chúng ta cần phải có một cái có sự nhạy bén không đúng không chúng ta cần có cái sự nhạy bén không ạ chúng ta cần có một cái sự đúng không ạ giúp đỡ họ hết lòng không anh chị hết lòng đúng không để đồng hành để làm việc để giúp đỡ một ai đó bằng cả cái bằng cả trái tim của mình anh chị đó là nó không chỉ là một cái sự bán hàng đơn thuần đó là một cả một cái gì ạ à, đó là cả một cái quá trình mà bạn gieo trồng anh chị ạ, à, bạn gieo trồng, bạn vun vén, bạn giúp đỡ, bạn hỗ trợ bạn đúng không làm việc bằng cả cái tấm lòng của mình anh chị. Đúng. Không? Thì cái điều đó nó mới đến được cái sự đến được cái 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 cái, cái, cái đến được cái kết quả mà mình mong muốn được anh chị. Hmm. Ok ha. Rồi. Thế thì bây giờ cái việc thứ hai là mình cần phải làm là gì yes để giúp cho họ đạt được những cái mục tiêu họ một cách nhanh nhất này cái việc số 2 mình cần phải làm là gì ạ theo anh chị Đúng không? Chúng ta comment này, à. ở bây giờ có hai việc rất là quan trọng. Việc thứ nhất là chúng ta giúp cho họ đạt được mục tiêu của họ này. Ừ. Cái việc thứ hai là gì ạ? À? Yes, chính xác. Bắt buộc thôi. thôi. Chúng ta phải liên tục nâng cao cái kiến thức nâng cao cái trí tuệ và liên tục phát triển bản thân mình mỗi ngày liên tục làm điều đó anh chị phải liên tục phát triển lên anh chị ừ, liên tục phát triển bản thân liên tục nâng cao cái giá trị chính xác yes đó là cái việc thứ hai đấy anh chị đây là cái việc thứ hai mà mình cần phải làm chúng ta theo ạ uh, nâng cao cái cái sự uh, nâng cao phát triển nâng cao cái giá trị của mình liên tục liên tục phát triển liên tục hướng tới vậy thì chúng ta làm thế nào để chúng ta liên tục phát triển đây như ở câu lạc bộ mình chúng ta đang hướng dẫn những cái điều gì đây liên tục phát triển Ừ, chúng ta mỗi một ngày chúng ta dành ra một tiếng đồng hồ chúng ta ngồi tại đây học Họ, hoặc là chúng ta nghe thôi không cần phải học Họ ngồi chúng ta lắng nghe tức nghĩa là chúng ta đang đầu tư cái thời gian của mình trong cái việc là chúng ta phát triển bản thân chúng ta nghe một cái điều gì đó chúng ta nắm được một cái key nào đó để làm gì ạ à, để có thể giúp đỡ mình trong tương lai để nhằm mục đích nào đó để mình có thể học được một cái điều gì đó để mình phát triển cái điều đó là cái điều rất là tuyệt vời đúng không điều đó là rất, rất là tuyệt vời và nếu mà tuyệt vời hơn nữa thì một số như anh chị em mình chúng ta đang ở trong nhóm rèn luyện ha chúng ta bắt buộc những cái thứ mà chúng ta cần phải chép livestream đúng không chép live đúng không à, chúng ta chép live chúng ta phải tham gia đầy đủ những cái buổi zoom ví dụ như phải đọc sách đúng không chúng ta phải tham gia đầy đủ về những cái phân tích sách đúng không chúng ta tham gia những cái buổi zoom đều đặn và nốt lại ghi chép đầy đủ. Đó, đó, đó là những cái điều mà mà để chúng ta giúp cho chúng ta phát triển, giúp cho chúng ta nâng cao cái giá trị nội tại. Đó. Bạn nâng cao cái giá trị nội tại của bạn. Bạn nâng cao cái tư duy của bạn. Bây giờ mình lấy ví dụ đi. Bây giờ bạn khi bạn nói về tư duy đi anh chị, ở tư duy. Ok. Tư duy. Đó tư duy Đây là một cái đây là một cái thứ mà mình nghĩ rằng là rất nhiều người hay nói đến là ở giàu phải có phải có tư duy chứ, đúng không tư duy là gì đúng không? tư duy là gì hãy hé mở cặp mắt của tư duy Đó. tư duy là gì ạ tư duy bây giờ mình lấy ví dụ đi ạ tư duy tư duy giàu đi anh chị ở ờ, tư duy giàu cái tư duy giàu của anh chị nó không đơn giản chỉ là nói là tư duy thôi anh chị chỉ đó là một cái sự nhìn nhận về một vấn đề về một sự việc sự việc sự vật và chúng ta có đưa ra chúng ta đưa ra những cái nhận định đúng không đưa ra những cái nhận định vâng ok tuyệt vời và những cái nhận định này đúng không ạ những cái nhận định này nó phụ thuộc vào à, nó phụ thuộc vào những cái yếu tố đó chính là những cái kinh nghiệm trong quá khứ và những cái trải nghiệm, ừ, những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của họ trong quá khứ và thông qua những cái sự hiểu biết của họ, ừ, và sự hiểu biết vậy thì bây giờ mình lấy ví dụ đi ạ, theo anh chị em mình à bây giờ chúng ta này, một số anh chị em mình ha, đơn giản thôi bạn nói uh, tôi duy giàu đi, bây giờ bạn ăn một thứ, bạn ăn, ăn cái sản phẩm A đi, bạn ăn một thứ, ví dụ như 20 năm sau, bạn uh, đang khỏe, bạn đang khỏe, bạn đang phải chăm sự nhờ bác sĩ, đúng không? bạn đang khỏe đúng không ạ? Bạn ăn một thứ 20 năm sau bạn đang khỏe. Và bạn ăn một thứ mà 20 năm sau đúng không ạ? Bạn khỏe mạnh. Đúng không? Bạn tràn đầy năng lượng. Bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn vui vẻ. Đó là tư duy đấy. Anh chị. Bạn nhìn nhận một cái sự vật sự việc đó. là tư duy đấy anh chị đơn giản thôi chỉ nói chứ chưa nói đến là cái việc là tư duy để mà phát triển để mở rộng để mà làm việc để mà kinh doanh để mà chưa 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 chưa, chưa nói đâu anh chị chỉ nói đơn giản về cái tư duy giàu ok về tư duy giàu đúng không ạ câu hỏi đặt ra rằng là 20 năm sau ăn mà nó đang khỏe thì nó có tốn tiền không anh chị cũng giống như cái việc mà lúc đầu đầu buổi dung mình có chia sẻ đấy đúng không mình làm việc cả năm trời cuối cùng là đi trả tiền viện phí hết ừ? trả tiền viện hết luôn anh chị à nó vậy đấy anh chị mình làm việc cả năm này. thế thì mình làm việc 20 năm một lỗ nó, nó chúng ta có muốn là trả tiền viện không chăm sợ nhờ bác sĩ không không tư duy đó Đúng, tôi gì đó? góc nhìn chúng ta thôi là nhìn nhận về một sự kiện một sự vật nào đó và chúng ta đưa ra những cái nhận định à đó. Đó. chúng ta muốn chúng ta có muốn rằng là ăn một cái gì đó mà để 20 năm sau chúng ta vẫn khỏe không ạ đúng không chúng ta dùng cái gì đó chúng ta vận động hợp lý như thế nào chúng ta ăn uống như thế nào chúng ta gì dạ... à có một cái có một cái kế hoạch cho sức khỏe của chúng ta ra sao đúng không và cái điều này thì anh chị em mình chúng ta khi mà chúng ta vào trong zoom rèn luyện chúng ta sẽ được hướng dẫn và rất là chi tiết để mà chúng ta có thể là có được những cái kiến thức về sức khỏe rất là tốt đúng không rất là rất là tốt bên cạnh đó đúng không ạ chúng ta sẽ được rèn luyện về thân tâm đúng không ạ thân tâm nữa uhm. đấy nhìn. Vậy thì chúng ta muốn lựa chọn cái nào ạ? Nếu bây bạn là một người có tư duy đi. Bạn là một người có tư duy, bạn sẽ lựa chọn cái nào? Bạn ăn thức ăn A hay là ăn một cái thức thức ăn B để 20 năm sau bạn vẫn khỏe mạnh. Bạn khỏe mạnh. Bao nhiêu số anh chị mình lựa chọn B thì giơ tay vào nói tôi. Tư duy bạn có nói tư duy đó. Đơn giản thôi đâu nói gì giàu có hoặc là kiếm nhiều tiền tiền trăm bạc tỷ đâu đâu cần đâu chỉ nói đơn giản là như vậy đó là sự nhìn nhận bởi vì chúng ta không biết vậy nên chúng ta lựa chọn sản phẩm A nhưng khi chúng ta đã biết rồi chúng ta đã có kiến thức chúng ta đã có sự nhìn nhận chúng ta đã có những cái gì ạ à, những cái sự hiểu biết chúng ta sẽ lựa chọn B và giàu 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 có hay là chưa giàu anh chị nó phụ thuộc vào sự lựa chọn và quyết định của bạn anh chị ạ trong từng thời điểm trong từng khoảnh khắc sẽ có những sự lựa chọn và quyết định bạn phải lựa chọn nó thôi cũng giống như cái việc mà bạn vào zoom á một là bạn vào hoặc không là bạn có thể lựa chọn ra đúng không? và mình thấy rằng là có rất nhiều anh chị em mình chúng ta thoát ra đúng không? không sao hết? có thể anh chị em mình bận cái này bận cái kia không vấn đề gì nhưng mà sao ạ? bạn dành ra một tiếng mỗi ngày hoặc là không đấy là tùy vào sự lựa chọn và quyết định của bạn. Đúng không? bạn làm việc hay không làm việc đó là sự lựa chọn và quyết định của bạn. sự thành công hay không thành công phụ thuộc vào ai à? vào mình chả vì chả vì chả vì bố con thằng nào đâu anh chị vì mình mình quyết định cuộc đời mình như nào nó sẽ dài trang như vậy không khác ok ha rồi ok đó là cái nội dung của mình trong buổi dung ngày hôm nay rồi anh chị mình chúng ta bây um, giờ mình chúng ta đã nắm được cái nội dung ngày hôm nay chưa ạ OK và uh, mình mong rằng là những cái nội dung của mình trong buổi dung ngày hôm nay uh, có thể uh, giúp đỡ cho anh chị em mình chúng ta nhìn nhận đúng không? Uh, đúng và chúng ta sẽ có một cái kế hoạch cho cái uh, việc mà chúng ta nâng cao cái thu nhập của mình để hướng tới cái sự tự do về tài chính ha. Rồi uh, cảm ơn uh, tất cả anh chị em mình và cảm ơn ban tổ chức cũng đã hỗ trợ mình trong xuyên suốt buổi dung ngày hôm nay. Uh, Cười là cảm ơn và biết ơn đến tất cả anh chị em mình. Chúc anh chị em mình chúng ta một buổi tối uh, ngủ ngon trong ý niệm thành công giàu có hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời xin chào và hẹn gặp lại anh chị em mình hẹn anh chị em mình ở trong những buổi zoom tiếp theo bye bye